cô giáo Võ Thị Son, 71 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có hơn 45 năm dạy học miễn phí cho hàng nghìn trẻ em nghèo, qua đó giúp các em biết chữ, biết đọc và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đây là lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo tại nhà cô giáo Võ Thị Son. Hàng ngày cô tận tâm dạy học miễn phí, giúp các em đánh vần, viết chữ. Tất cả tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng với những em nhỏ tại lớp học của cô giáo Son thì đó lại là một điều vô cùng quý giá. Bởi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa. Không chỉ vậy, những em trí nhớ kém, học tại trường bị ở lại lớp, cũng được cha mẹ đưa đến lớp học tình thương này đều biết đọc, biết làm toán sau thời gian được cô Son kèm cặp. Cô dạy từ lớp 1 đến lớp 5, mấy thằng lớp 5 ở bên nhà thuê nè, là nó đi làm hết trơn, từ năm 75 tới giờ đang. Mấy bà già rồi là tới mấy đứa trẻ này trở lên, con người phải có chữ. Cái cô dạy cho nó biết chữ, khi nó ra đường nó biết, nó nhìn cái chữ đó là chữ gì. Đó, thì cô mới bắt đầu cô tiếp tục cô dạy. Cô Võ Thị Son là giáo viên dạy lớp 1 vào khoảng những năm 1970. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, cô giảng dạy tại một trường ở quê, rồi kế đến là lớp bình dân học phụ cho nhiều người già không biết chữ. Từ đó đến nay, tuy đã về hưu, nhưng cô vẫn duy trì dạy học cho các em và hoàn toàn miễn phí. Tại lớp học này, có nhiều người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định. Những cô cậu học trò ngày ấy nay trở về góp tiền cho cô Son mua thêm bàn ghế, đèn, quạt để giúp đàn em có một lớp học khang trang, sạch đẹp hơn. Bà ngoại, rồi tới đời con, rồi giờ tới đời cháu là học ở đây, nhờ cô học ở đây là dạy cái dạng như không đồng đó, không tiền đó. Quận Ô Môn này chỉ có mình anh cô thôi. Cô dạy là không có tiền, ở đâu cũng lại đây hết. Cô có rất nhiều đóng góp là dạy, đặc biệt là dạy cho học sinh miễn phí, không lấy tiền. Thì qua đó thì cũng là giúp cho cái địa phương trong công tác là như phổ cập, vì xóm một chữ. Cô giáo Son chia sẻ, xã hội hiện giờ vẫn còn nhiều trẻ em bất hạnh, không được học hành đến nơi đến chốn. Rồi tương lai các em sẽ về đâu? Cần phải dạy dỗ chu đáo để các em trở thành người tốt. Nhìn các em lớn lên ngoan ngoãn và lễ phép, đã tiếp thêm động lực, niềm vui cho bản thân, mọi mệt nhọc của cô đều tan biến hết. Từ lớp học miễn phí này, đến nay, hàng nghìn học sinh đã biết chữ, thi đỗ đại học, cao đẳng, có việc làm ổn định và giúp ích cho gia đình và xã hội. Lớp học đã khơi dậy trong mỗi em tình yêu thương, lòng nhân ái, biết chia sẻ với người khác. Đó sẽ là hành trang mang theo trong cuộc sống của các em mai này.